Sáng 29 tháng 4, tờ KBS News của Hàn Quốc tiết lộ huấn luyện viên Kim Sang-sik sẽ dẫn dắt đội tuyển Việt Nam. Theo bài viết, nhà cầm quân này gặp và thương thảo xong hợp đồng với Liên đoàn bóng đá Việt Nam. Ông Kim Sang-sik sẽ đảm nhiệm vị trí huấn luyện viên trưởng đội tuyển Việt Nam, làn sóng Park Hang-seo được tiếp nối, tờ KBS cho biết. Tờ KBS chia sẻ, một người có mối quan hệ mật thiết ở bóng đá Đông Nam Á đã tiết lộ thông tin này với tờ báo của Hàn Quốc. Thời hạn hợp đồng kéo dài 2 năm đến tháng 3 năm 2026. Dự kiến cuối tuần này, ông Kim Sang-sik sẽ sang Việt Nam. Quyết định sang Việt Nam của huấn luyện viên Kim Sang-sik chịu ảnh hưởng rất lớn từ huấn luyện viên Park Hang-seo, người đạt thành tích cao nhất trong lịch sử bóng đá Việt Nam, tờ KBS viết. Theo một quan chức, việc VFF chọn huấn luyện viên Kim Sang-sik là vì ông đạt thành công khi vô địch K-League và vào bán kết AFC Champions League, dù kinh nghiệm của ông không nhiều như các ứng cử viên khác. Ngoài ra, ông Kim được đánh giá tích cực về các tiêu chí khác, trong đó có việc dẫn dắt lâu dài câu lạc bộ Gyeongbuk và huấn luyện nhiều cầu thủ giỏi của đội bóng này. Tờ KBS viết thêm, ông Kim Sang-sik sinh năm 1976 là cựu tuyển thủ quốc gia Hàn Quốc. Khi còn thi đấu, ông là trung vệ, tiền vệ phòng ngự và dành phần lớn sự nghiệp chơi cho hai câu lạc bộ hàng đầu xứ Kim Chi là Seongnam Ewha Chunma và Gyeongbuk Hinamoto. Dưới tư cách cầu thủ, ông giành chức vô địch K-League 1 cùng cả hai đội bóng Seongnam Ewha Chunma và Gyeongbuk Hinamoto. Trong màu áo đội tuyển Hàn Quốc, ông Kim Sang-sik tham dự World Cup 2006. Dù vậy, kỳ hậu vệ này chưa từng là nhân tố chủ lực trong đội hình đội tuyển quốc gia xứ Kim Chi. Trong lần duy nhất dự World Cup, ông Kim Sang-sik chỉ thi đấu khoảng 20 phút. Giải nghệ năm 2013, ông Kim Sang-sik chuyển sang công tác huấn luyện trong vai trò trợ lý tại câu lạc bộ Gyeongbuk Hinamoto. Sau 8 năm, đội bóng của Hàn Quốc bổ nhiệm cựu tuyển thủ này vào vị trí huấn luyện viên trưởng. Theo dữ liệu của Transfer Market, huấn luyện viên Kim Sang-sik dẫn dắt Gyeongbuk Hyundai 108 trận, giành trung bình 1,94 điểm mỗi trận. Ông khởi đầu nghiệp cầm quân đầy ấn tượng với chức vô địch K-League 1 năm 2021 và Cúp FA Hàn Quốc năm 2022, về nhì ở K-League 1 cùng năm. Tuy nhiên, ở mùa giải 2023, Gyeongbuk sa sút rõ rệt. Sau 10 vòng đầu tiên, đội bóng của huấn viên Kim Sang-sik thua tới 6 trận và bị đội đầu bảng bỏ xa. Nhà cầm quân sinh năm 1976 viết một bức thư tay gửi tới câu lạc bộ và người hâm mộ nói lời xin lỗi và từ chức. Ông không dẫn dắt đội bóng nào tính đến thời điểm này.